Mày biết bố mày là ai không? Vênh mặt lên tao sẽ đâm vào mồm. Mày đi qua mà lại nhìn bố à, thích chiều người bọn tao. Ơ thế mày biết bố mày là ai không? Thằng ôn con kia hôm nay mày dám lao. Mày đứng đó và đợi anh tao. Nghĩ tao đây sợ sao? Mày nghĩ mình có đại ca, tao lại sợ bọn mày đi qua. Tao gọi anh tao ngay đến trong 20 giây. Tò mồm tiếng em mếu mặt ngay. Từ đây thì mày cứ gọi đi, ta cũng lại sợ bọn mày quá cơ. Mày liệu thần hồn lát anh bố sẽ đến xong rồi chấp hết luôn đội mày. Ây. Thằng đó mới vừa rồi trêu em, xong còn kêu anh nó dọa mình. Thằng danh con này thật là bố lao, mình quất luôn đi đại ca. Là chính nó vừa rồi ra oai, lôi thằng anh đầu người khệ lắm mi. Mày cứ xác định đời mày luôn đi, this is my đại ca. Chuyện cũng nhẹ nhàng có gì đâu, sao mà bọn mày lại căng thế. Ca này thôi cho qua mà nói luôn với mấy đứa ra đường bất cái thói trẻ trâu. Mà chắc bọn mày đếch ngờ đâu, hai thằng đều là đệ của anh. Đùa gì thì đùa chứ riêng mấy thứ đó anh đừng nói giống như chuyện đùa. Đùa. Thằng này đây em anh đây, bố nó là em ba anh mà. Thằng này theo anh bao năm rồi cũng anh em ở trong nhà thôi. Dạ tại em đây không biết, thấy nó không quen anh ạ. À. Thằng này lần đầu tiên em gặp mặt nó đâu giống trong hội ta. Cùng là anh em trong nhóm thì tốt nhất không nên gây sự. Hội mình anh đây luôn xây dựng đoàn kết khiêm tốn không tự cao. Nào cùng đưa tay đây nhé, mãi bên nhau em à. Giờ thì nghe anh hai thằng mày cùng bắt tay nào. Nhất kiếm giang hồ anh em đang chờ tranh đoạt trưởng môn lên server. Loạn chiến tự do thân mình tự lo, mê cung bồng lai còn đang mở. Khi bang hội cần tức là anh em có, nếu bang hội khó thì đã có anh em. Chơi là có bang, phang là có hội, muốn làm nên nghiệp lớn vẫn phải có anh em. Vì đây là thế giới kẻ mạnh là chí tôn, thành bang lập hội cùng mưu đồ chí lớn. Cùng hội cùng thuyền coi nhau là chí cốt, một thân sự nghiệp phải có đồng chí tốt. Và bước vào giang hồ có nghĩa khí là căn bản, nâng cao ý chí vượt qua chướng ngại ngăn cản. Dũng là chưa đủ, thêm chí cho xong toàn. Huynh đệ như tay chân mà kẻ thù bị san phẳng. Vì đã là anh em thì không kể đến xuất thân, lúc cần xông lên thì toàn quân cùng xuất trận. Có thù tất báo với ân nhân thì mang ơn, chiếm được kho báu để nhất kiếm định giang sơn. Công thành mà không thành sao công thành và danh toại, không giành được công danh thì không đành lòng quay lại. Không đánh không thắng không thành công thì thành bại, giang hồ ngang dọc đông anh em sao phải ngại. Yeah. Xin cảm ơn nhãn hàng đã đồng hành cùng Trai Ngoan trong sản phẩm lần này. Nhất kiếm giang hồ, giải đấu công thành chiến liên server lớn nhất của anh em Võ Lâm. Yeah. Anh em mình là team chế Trai Ngoan, nhắc gì vào tai bọn tôi cũng thành parody. Anh em mình là team chế Trai Ngoan, nhắc gì vào tai bọn tôi cũng thành parody.